là khi một tử tu hành tâm chính á, thì trong cái lúc tâm chung cái ba hộ niệm mà hộ niệm thì có thể nói ra được cả bản thân. Nhưng mà một con người mà trong cái cuộc sống đời thường họ làm những việc khác, nhưng mà khi cái được ba hộ niệm mà hộ niệm nói họ bản thân thì là một người mắc phàm, thì làm sao mà biết được cái việc đó có bản thân thật thầy chính thầy. Đó là một câu lỗi thú vị. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật có liệt ra 5 tiêu chí để được giảng sanh Tây phương. Những người tu theo Tịnh Độ tông phải nhớ thuộc lào 5 tiêu chí này. Tiêu chí 1: căn lành lớn, được định nghĩa là chuyển hóa sạch sành sanh, tham ái tức là tính dục, sân hận, si mê và chấp thủ. Tiêu chí 2: công đức lớn, tức là phải tham gia các hoạt động từ thiện, thiện sự và Phật sự ở quy mô lớn, chứ không phải là làm tàn tàn, làm qua lo, làm lấy có mà đủ. Tiêu chí 3: tạo nhân duyên tốt lớn, tức là lập đạo tràng, khuyến khích mọi người đến chùa tu, tạo điều kiện thuận lợi, dẫn dắt hướng dẫn cho những người chưa biết đạo trở thành Phật tử, người mê tín trở thành chánh tín, người chánh tín trở thành chân nhân, người chân nhân trở thành tiệm đặng thánh nhân, người tiệm đặng thánh nhân là trở thành thánh nhân. Tiêu chí 4: quán pháp âm, khi nghe gió thổi mây bay suối chảy thông reo, Kinh Di Đà dạy chúng ta hãy xem nó như là tứ diệu đế bát chánh đạo bảy bồ đề phần. Theo nghĩa bóng, sử dụng các dữ liệu của ta bà làm chánh nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền, chứ không có chán ta bà này, từ bỏ của ta bà này. Và tiêu chí 5: niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phần lớn các pháp sư Tịnh Độ tông Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam bỏ 4 yếu tố đầu của Đức Phật, chỉ truyền bá yếu tố thứ 5, cho nên cái đó đã tạo thành không tưởng và hư tưởng. Để dẫn sanh Tây phương đó thì có hai câu thơ tóm tắt như thế này: ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất thiết bất sinh tịnh độ. Khi mà mình còn không còn bị ái nhiễm bởi tình yêu và tính dục thì chúng ta đã kết thúc sinh tử, không còn bị luân hồi, cho nên không tái sinh ở trên cõi ta bà, tức hành tinh mà chúng ta đang sống đây. Điều đó Đức Phật đã nói hàng trăm lần trong các bài kinh Pali, và trong kinh A Di Đà cũng nói rất rõ: chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, là chỗ khác đó thì đó là A Bệ Bạc Trí. Chư thượng thiện đó là phải chứng từ sơ quả A La Hán trở lên. A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển, và bất thối chuyển về tâm linh đó tức là hạng A Na Hàm. A Na Hàm đó là tam quả A La Hán, đã chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thân kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ và tà kiến nói chung. Do đó việc mà một Phật tử nào đó tiếp nhận được sự trợ giúp của ban hộ niệm, không vì thế mà vãng sanh Tây phương được. Có thể thông tin này làm cho các Phật tử bị sốc, vì chúng ta đã đọc quá nhiều sách, trong đó có tu sĩ viết, cư sĩ viết, đều nói rằng là chỉ cần có ban hộ niệm thành kính tụng hộ niệm cho mình vài chục ngày, vài ngày trước khi chết, 8 tiếng sau khi tắt hơi thở, rồi mấy ngày sau khi qua đời, là chúng ta chỉ cần có những thoại tướng là bản sanh được. Đó là nói theo niềm tin chứ không phải nói theo Phật học. Nói theo Phật học thì phải dựa vào kinh A Di Đà. Chưa được tới đó, nếu các quý Phật tử mà đạt được cái tiêu chí 1 thôi là đã trở thành thánh rồi. Hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ, căn lành lớn là rất khó. 1 triệu tu sĩ không biết có được nhiều người chưa, chứ đừng nói là Phật tử tại gia đang còn đời sống vợ chồng. Nhiều pháp sư Tịnh Độ ngại không nói vấn đề này, cho nên làm cho các Phật tử cứ mê giảng sanh Tây phương mà điều kiện để thực hiện thì không chịu làm. Chỉ có niệm Phật không làm sao sanh Tây phương, niệm Phật không thì tâm mình chỉ được bình yên hết. Đang lúc mình hấp hối, có ban hộ niệm có mặt, tâm chúng ta trở nên bình tĩnh hơn,
thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, không lo lắng, không luyến tiếc hết. Và nhờ đó chúng ta chết nhẹ nhàng và tái sanh nhanh chóng hết. Giảng sanh Tây Phương phải lệ thuộc vào năm điều kiện vừa nêu. Đó là Đức Phật nói. Giữa Đức Phật và các thầy tu, thầy khuyên các quý Phật tử tin vào Đức Phật. Và Đức Phật đưa tiêu chí rất là rõ ràng. Nếu niệm Phật và giảng sanh Tây Phương được, hộ niệm mà giúp cho người chết giảng sanh Tây Phương được, thì đạo Phật chẳng cần phải có mặt trên hành tinh này. Đức Phật chẳng cần phải nhọc lòng thuyết giảng 45 năm, gần 30.000 bài kinh mà phần lớn Phật tử tại gia không hề biết đến. Nếu niệm Phật và giảng sanh Tây Phương được thì Đức Phật tự niệm Phật thì ngài giảng sẽ đi đâu? Niệm Phật chỉ để đạt được chánh niệm. Mà chánh niệm giúp cho tâm chúng ta được bình an. Đừng cường điệu hóa vai trò của niệm Phật và hộ niệm. Là Phật tử tại gia, chúng ta phải tu học Phật từ nhỏ, tu học có phương pháp, tu học toàn diện, thì khi chúng ta chết có ban hộ niệm hay cũng có ban hộ niệm, chúng ta tái sanh liền ngay lập tức thôi. Nếu mình đã có một quãng đời tu mấy chục năm tốt, có thêm ban hộ niệm thì càng tốt nữa. Nhưng nhớ là đừng lệ thuộc vào ban hộ niệm. Còn hiện tượng cơ thể tỏ ra mùi hương thơm là chuyện bình thường, nhất là cơ thể của chị em phụ nữ. Có người đó thì có mùi rất là nồng nặc, khó chịu, như là những chứng bệnh về gan và bao tử. Có người đó tỏ ra mùi hôi rất dễ chịu, mà bình thường chúng ta ít có để ý. Nhưng khi cái người chết đó, nằm một chỗ, thì lúc đó đó toàn bộ mấy chục ngàn lỗ chân lông trên cơ thể đó, nó là cái nơi để phóng hơi ra như là cái phản ứng cuối cùng. Thì lúc đó ngồi cạnh bên, chúng ta mới bắt đầu để ý thấy. Dân gian Việt Nam có câu là vợ chồng quen hơi, là vì thế. Vợ chồng ôm ấp nhau mà ngủ gần nhau mỗi ngày, cho nên cái mùi hương đó tỏ ra từ cơ thể của người vợ là hương của nước hoa hay là hương của cơ thể thì người chồng biết hết. Và ngược lại người vợ cũng vậy. Do đó những người nào bình thường có cái mùi dễ chịu thì khi chết đó, cơ thể của họ tỏ ra mùi dễ chịu. Những người bị những cái chứng bệnh sơ gan cổ trướng hay là ung thư bao tử, ung thư gan, nói chung là những chứng bệnh bao tử và gan và thận, sẽ không bao giờ có cơ thể tỏ ra mùi hôm được. Nhất là bị xuất huyết bao tử, thân của họ nó bị đen và cái mùi hôi của họ rất là khó chịu. Chắc lẽ vì thế mà mình nói là người ta đỏ rồi đi ngục hay là ngạ quỷ, cái đó là đại mê tín. Cho nên chúng ta không nên dựa vào các cái mùi hương như Trung Quốc đã mê tín và đồng thổi. Mà mê tín khác đó, người ta dựa vào cái ánh sáng phát quang từ căn nhà, xung quanh căn nhà. Đó là hiện tượng quang học rất phổ biến trên địa cầu này. Ở dưới mặt đất đó, nó có nhiều quặng mỏ và tương tác với cái mặt trời trong một thời điểm nhất định, tại một không gian nhất định, nó tạo ra hoặc là màu năm sắc cầu vồng, hoặc là một màu sáng nào đó. Cái đó nó chẳng nói lên gì rằng người đó chết được giảng sinh hết. Nó chỉ là cái sự tương tác quang học thôi giữa trời và đất, nó không là dấu hiệu gì hết. Còn cơ thể mềm nhũn cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi chết khoảng 1.5 tiếng đồng hồ, thân thể chúng ta đông cứng lại. Trung bình là 8 tiếng trong mùa nóng, 9-10 tiếng trong mùa mát, 11 cho đến 10 mấy tiếng trong mùa lạnh. Cơ thể bắt đầu bị hư rã. Đó là tiến trình oxy hóa diễn ra trên cơ thể. Chúng tôi tạm dùng cái từ rã đông cơ thể để cho là dễ hình dung. Giống như một cái cục đá hay là một cái rau quả củ gì mình bỏ trong tủ lạnh, khi mình đem ra bên ngoài dưới tác động của nhiệt thì tự động nó rã hơi ra, nó rã nước ra. Thì cơ thể của con người cũng vậy. Trong vòng 10 mấy tiếng đầu bắt đầu nó mềm ra, thêm ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 là chuông sình, hư thối, rã một, rồi dòi ăn, đến lúc đó nó còn thành là cho bụi. Đó là điều mà Đức Phật đã dạy trong rất nhiều kinh về cái phương pháp quán cái thân thể vô thường này.
Cho nên cái chuyện mà cơ thể nó mềm ra sau 8 tiếng là chuyện bình thường thôi, không cần niệm Phật gì nó cũng mềm. Nó tùy theo thời điểm, nóng và lạnh. Khi hộ niệm, chúng ta có tiến hành hộ niệm. Để hộ niệm có kết quả, trước khi hộ niệm á, chúng ta phải hỏi người thân của người bệnh là khi còn khỏe mạnh á, ông này, bà này vướng vào những cái nỗi khổ gì, thì hãy phân tích giúp cho người đó thoát ra được. Ông ấy, bà ấy có sợ chết, có sợ vẫy tay chào với cuộc đời hay không, thì phải giải thích làm sao cho họ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi đó. Đó là hướng dẫn Phật pháp về vô thường, vô ngã, để cho họ được an tâm, thì sự ra đi đó sẽ trở nên nhẹ nhàng. Niệm Phật là trong hộ niệm á, tại các chùa người ta làm trung bình nửa tiếng, nhiều nhất là một tiếng. Không phải các thầy lười biếng đâu, mà vì làm nhiều hơn cũng không có tác dụng gì. Đang khi những Phật tử mê tín, thích phước báo, tham gia vào các ban hộ niệm, đang khi chưa từng trải qua sự huấn luyện về vấn đề này, bỏ ra hàng ngày hàng giờ để niệm cho một người chuẩn bị chết, với niềm hy vọng rằng người đó sẽ được giảng sanh Tây Phương, còn lâu đó. Việc chuyển hóa tâm lệ thuộc hoàn toàn vào sự tu tập của bản thân đương sự, chứ không lệ thuộc vào tha nhân. Chúng ta nên nhớ cái câu nói của ngài Ananda ở trong kinh Lăng Nghiêm đó. Ananda đó là anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Ông có bộ nhớ số 1 như là máy vi tính. Và khi bị nạn xong đó thì Ananda mới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nào giờ con cứ đơn giản nghĩ rằng con là anh em với ngài, con là thư ký riêng với ngài, con đồng hành với ngài mấy chục năm trên đường đạo, con làm rất nhiều các công đức, thì tự động con hết phiền não, con hết khổ đau. Nhưng mà giờ đây đó, con mới vỡ lẽ ra, nếu không tự kết thúc tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thì nỗi khổ niềm đau vẫn còn y nguyên, không hết được. Đó là A Nan đấy. Sau khi Đức Phật qua đời, 100 ngày sau ông mới giác ngộ thành quả A La Hán. Nói cách khác, theo Đức Phật, chứng từ sơ quả A La Hán trở lên đều phải chứng lúc mà con người còn sống, và phần lớn chỉ chứng ở trên quả địa cầu này. Đức Phật nói rất nhiều kinh như thế. Còn sau khi chết thì không chứng đạo được, phải tái sanh ra tiếp tục tu như đó thì có thể chứng đạo. Giảng sanh Tây Phương dựa vào cái Di Đà đó thì nó phải tương đương với là sơ quả A La Hán. Sơ quả A La Hán đâu phải mấy người đạt được đâu. Cho nên chúng ta cứ niệm thật là tinh tiến, niệm thật là miên mật, niệm thật là chú tâm bất loạn, để tâm mình được bình an, cuộc sống mình được hạnh phúc. Còn việc vãng sanh hay không lệ thuộc vào năm điều kiện: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Chứ không phải chỉ có lệ thuộc vào nhất tâm bất loạn không. Đừng có mong cầu chỉ cho nó mệt. Cứ làm đủ năm điều kiện đó thì tự động được vãng sanh. Còn ai chưa đủ năm điều kiện thì dầu chúng ta có được cái hộ chiếu giả thì khi đi vào Tây Phương cũng bị từ chối thị thực nhập cảnh thôi. Vì chúng ta không có hối lộ, không lũng đoạn được. Cho nên đó, các Phật tử tham gia vào các ban hộ niệm đừng cương điệu quá quan điểm này. Vì làm như thế sẽ làm cho rất nhiều người lười biếng tu, họ chẳng thành tu gì hết á. Đến cuối cuộc đời chỉ cần có một khoản tiền nào đó, nhờ người thân của mình mời đến vài chục thầy, vài chục Phật tử đến hộ niệm để được giảng sinh. Như vậy là đạo Phật giống như đạo ô dù. Đang khi đạo Phật là đạo tự giác, chúng ta phải tự giác ngộ bản thân mình khi còn khỏe. Mà điều đó nó phải đòi hỏi chúng ta phải trải qua một quá trình tu vài chục năm mới được, chứ không phải tu tập tàn tàn qua lâu mà được. Huống hồ có nhiều người chẳng tu gì hết, chết có bàn hồ niệm thì chẳng ăn chung gì. Nói như thế không có nghĩa là đã phát Tịnh Độ Tông. Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu một Tịnh Độ Tông đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy trong cái A Di Đà, rất sâu sắc, rất bài bản, rất nhân quả, rất khoa học. Còn cái Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Đài Loan truyền bá là một Tịnh Độ Tông gắn liền với mê tín, lắng liền với những cái lời hứa hẹn
mà cái kết quả thật sự của nó chẳng có là bạn. Thì đã hết thời gian, là xin kết thúc tại đây.